Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề gì đây? Hôm nay mình sẽ nói một chút xíu về Điền Quân Network đi các bạn. Mình bắt đầu mình làm cái kênh YouTube này chắc cũng hơn một năm rồi. Để coi từ cái lúc mà trước Tết năm 2019, trước Tết năm 2020 bắt đầu vừa mới qua Tết năm 2020 là bắt đầu mình đi Phú Quốc đó, bắt đầu mình lấy xe mình đi Phú Quốc, là mình bắt đầu mình quay. Còn trước đây là từ những cái lúc mà năm 2016, 2017 đồ á, là nói chung là mình cũng thích đi du lịch lắm, mình đi khá là nhiều nhưng mà mình không có quay. Đó thì trước thì có một cái clip mình cũng nói là lý do vì sao mà mình quay cái kênh YouTube này. Cái kênh YouTube này thì thực tế là mình dự định là mình làm tới mấy kênh nữa. Một kênh là về công việc, một kênh là về du lịch, ăn chơi, rồi trải nghiệm này kia các thứ. Một kênh là nói về cái vấn đề xã hội. Nhưng mà cái thời gian thì mình không có nhiều. Và cái mục đích mình lập cái kênh này, cái mục đích cũng không phải là để kiếm tiền đâu bạn. Tại vì các bạn phải biết là, tức là cái gì mà người ta làm nhiều quá mà mình tới tay mình biết được rồi, thì cái lúc đó cái thị trường nó đã rất là nhiều, nó đã bão hòa rồi đó. Nên mình làm cái kênh này chủ yếu là mình mình đi chơi một cái địa điểm nào đó mình muốn giới thiệu tới mọi người, hoặc là mình ghé một cái homestay nào đó mình thấy nó đẹp quá mình quay lên mình muốn giới thiệu với mọi người. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ lưu lại được cái thời điểm mà mình đi du lịch tại cái thời điểm đó, rồi sau này mình có thể mình bật ra mình coi lại chẳng hạn. Rồi chẳng hạn như sau này 5 năm, 10 năm nữa mình cũng có thể mình coi lại được. Tại vì thường là những cái ký ức nào của bạn thì trong một cái quá trình nào đó nó sẽ bị lãng quên đi. Có thể là mình không thể nào mình nhớ được hết toàn bộ cái cuộc sống, cái cuộc đời của mình được. Đó là cái mục đích chính mình lập ra cái kênh YouTube này, chủ yếu là mình đi chơi cái gì, mình đi chơi ở đâu mình post lên. Thì khoảng tầm một năm trước, cái lúc đó là mình post được chắc cũng mười mấy 20 cái video rồi đó, thì có một bạn vô comment nói là muốn mình hợp tác. Thì cái đó bạn đó là nhân viên của Điền Quân các bạn. Thì thực tế lúc đó mình làm YouTube thôi chứ mình cũng không có coi TV nhiều nữa, sau này mình mới bắt đầu mình coi TV nhiều. Sau này cái lượng khối lượng công việc của mình nó bớt đi, mình bắt đầu mình mới coi TV nhiều, mình mới biết được Điền Quân là ai, công ty Điền Quân là công ty nào đó. Từ đó mình mới coi, mình tìm hiểu. Thì Điền Quân thì các bạn biết rồi, là cũng có những cái show hay đó. Là Điền Quân có hai cái, lúc cái thời điểm đó là Điền Quân đang có hai cái chi nhánh. Một cái chi nhánh là ở Hoàng Hoa Thám, đó là chi quán của Điền Quân Entertainment, đó là nằm ở đó. Còn cái chi nhánh mà cái công ty mà mới thành lập sau là Colorman á, là nó nằm ở Bình Thạnh, trên đường Nguyễn Xí quẹo vô chút xíu á, quên cái
đó thì trong cái lúc mà mình lên mình ký hợp đồng ở trên đó là đó là hai cái tòa nhà, một cái tòa nhà là xây rồi là của Coleman rồi, còn cái tòa nhà mà đang sắp sửa xây á, đó là Điền Quân sẽ sắp sửa chuyển về đó, là cái thời điểm hiện tại là đã chuyển về rồi, chuyển hai công ty về chung một cái địa điểm rồi, nó cho dễ di chuyển. Thì Điền Quân là công ty mẹ, còn Coleman là công ty con của Điền Quân, thì trong đó là hoạt động tất cả các ngành nghề về lĩnh vực truyền thông đó. Thì có một cái mảng nhỏ trong đó là miền Điền Quân rất là hay, tức là Điền Quân là tận dụng cái sức ảnh hưởng của mình đó, tức là gom hết những cái kênh YouTube nhỏ lẻ lại hết luôn, tức là kênh nào nhỏ lẻ là bắt đầu có nhân viên ra ký hợp đồng để hợp tác cùng phát triển. Có thể là mình nghĩ là một ngày á, Điền Quân có thể ký được tới 5-10 hợp đồng là chuyện bình thường đó. Thì cái việc mà ký hợp đồng như vậy á, để hợp tác như vậy á, thì lợi nhuận sao đó, thì tức là những cái kênh nhỏ đó thì Điền Quân sẽ lấy cái phần trăm ít thôi, chẳng hạn như 10%, 90%. Cái này là đang nói tới cái lúc mà cái kênh của bạn đã được bật kiếm tiền rồi nha. Thì trong đó Điền Quân sẽ hỗ trợ support những cái vấn đề, tất cả cái vấn đề về nội dung, đó là định hướng về nội dung đó, rồi hỗ trợ kênh về các hình ảnh, màu sắc đồ này kia đó. Thì cái lúc đó mình cũng nghiên cứu rồi, mình nghiên cứu, mình vô, mình cũng ký hợp đồng. Thì về mặt hình ảnh đồ này kia nọ thì lúc đầu mình cũng có nhờ đó, nhưng mà sau đó, thì tại vì công ty Điền Quân thì nó lớn lắm các bạn, chẳng hạn như những cái kênh nhỏ như mình đó thì chỉ được bố trí gọi là như là một bạn hỗ trợ thôi, kỹ thuật là một cái bộ phận khác đó, một cái bạn thì một cái bạn đó có thể là một bạn có thể hỗ trợ, đang hỗ trợ cái trăm kênh đó, mình ví dụ vậy. Thì cái lúc mà mình nhắn tin lên mình cần hỗ trợ cái gì đó đó, thì bắt đầu tùy vào cái vấn đề mà mình sẽ được cái hỗ trợ kỹ thuật hay là hỗ trợ về nội dung này kia, nhưng mà cái đó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ các bạn. Chẳng hạn như kênh các bạn càng lớn thì cái sự support nó sẽ lớn hơn, còn kênh nhỏ thì chủ yếu là mình cái content đồ là chủ yếu là mình tự làm nội dung, mình tự dựng lên thôi, chứ cũng không có cũng bên công ty thì cũng không can thiệp quá nhiều. Thì đối với kênh nhỏ mình thì mình không biết làm sao, chứ nếu mà như mấy cái kênh lớn hơn á thì cái lợi nhuận nó sẽ mang về nó sẽ cao hơn. Thì chẳng hạn như Điền Quân sẽ lấy 30 đi, rồi cái kênh là 70, ví dụ vậy, những cái kênh lớn. Nhưng mà cái hỗ trợ mà Điền Quân đem về thì nó cũng không có nhiều các bạn. Cho nên nếu mà các bạn mà mới tham gia mà làm YouTube thì cũng nên cân nhắc là mình có nên vào network hay không. Thì ví dụ như những cái nội dung, ví dụ như các bạn làm mà chuyên về lĩnh vực mà âm nhạc sáng tác đồ này kia, mà muốn có những cái ca khúc mà bản quyền để mình hát thì các bạn vào cái kênh Meetup, đó là nó sẽ chuyên về cái về âm nhạc, còn về những cái nội dung mà sáng tác nội dung mà này kia nọ đó thì bên Điền Quân thì người ta sẽ mạnh về cái phần đó hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói tới một cái vấn đề tiếp theo là để coi. Kênh nhỏ thì các bạn vào network thì sẽ được những gì, và kênh lớn vào network thì sẽ được những gì. Nói chung network thì ký hợp đồng với lại các bạn từ những cái lúc mà các bạn còn đang phát triển kênh, tức là các bạn cũng chưa có biết được là kênh của các bạn có phát triển hay không nữa. Nhưng mà Điền Quân nó gọi là cứ ký vậy thôi,
cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cứ thấy kênh nào mà lên chút xíu là ký. Những cái kênh lớn hiện tại á của Việt Nam á, mình nghĩ là 30% trong số đó là đứng đằng sau là Điền Quân hết. Đó thì bên Điền Quân này nó hay cái chỗ đó. Rồi các bạn từ một cái kênh nhỏ mà các bạn muốn phát triển được á, thì cái thứ nhất là các bạn phải có cái content. Cái thứ hai là các bạn làm cái nội dung về cái gì. Cái nội dung đó có thu hút được cái lượt view hay không thì các bạn mới lên được. Chứ các bạn cũng đừng có nghĩ là mình vào network thì sẽ được hỗ trợ. Tức là hỗ trợ thì chỉ hỗ trợ một phần nhỏ thôi. Hỗ trợ một phần nhỏ xíu thôi. Chẳng hạn như về mặt hình ảnh đâu mà mình không rành, hoặc về mặt logo gì đó, đó mình có thể mình nhờ hỗ trợ những cái đó, nhưng mà nó cũng không phải là dạng như là bên hỗ trợ kỹ thuật thì chỉ là hỗ trợ chung thôi, nó cũng không có phải là được theo ý mình đâu. Đó, thì một cái lợi nhất của kênh nhỏ mà để vào kênh á, thì mình làm tới bây giờ mình chỉ thấy có một cái lợi ích duy nhất thôi, cái đó là mình được xài cái thư viện âm nhạc của Episode. Đó là mình sẽ có được một cái tài khoản network ở trong đó. Đó là mình xài coi như là những cái nhạc 80% là nhạc hay đó, mình bỏ vô kênh YouTube thì mình không có bị bản quyền. Đó là trước mắt là mình thấy hay nhất là cái chỗ đó thôi. Và cái kênh của mình cũng không có đặt nặng cái việc kiếm tiền cũng như cái việc tăng lượt view, cho nên những cái nội dung mà mình làm ấy, chủ yếu là mình đi đâu mình post bài ở đó thôi, hoặc là mình có cái gì hay hay thì mình quay mình post lên, cho nên mình cũng không có đặt nặng về cái lượt view lắm. Thì tới thời điểm hiện tại là đang là tháng 5 thì phải, đang là cuối tháng 5 năm 2021, thì đã một năm trải qua, cái số lượt view của mình á nó cũng gần được 4.000 rồi, nó hình như là 3.000 mấy rồi đó, mình coi lại mình không có nhớ lắm. Còn cái lượt subscribe á thì tính theo thực tế thì chỉ mới được mấy trăm thôi, gần 1.000 thôi, tại vì lúc đầu mình cũng đã có chạy vài trăm cái lượt subscribe rồi đó, cho nên cái subscribe nó phải nhiều hơn chút xíu nữa mình mới tính vô được. Rồi bây giờ mình nói về những cái kênh lớn đi, thì chủ yếu là Điền Quân nhắm cái mục đích vào những cái kênh mà nó có khả năng phát triển từ kênh nhỏ thành kênh lớn. Đó, thì cái tiền doanh thu sẽ đạt được từ cái đó mang về. Mình nói chẳng hạn như một ngày Điền Quân ký hợp đồng với khoảng 5 kênh đi, thì một tháng 5 × 3 là 150 kênh, thì một năm nhân 10 lên là 1.500 kênh. 1.500 kênh thì trong đó là cho 500 kênh chưa phát triển được đi, còn 1.000 kênh phát triển được. 1.000 kênh phát triển được thì trong đó mình nghĩ mình cho là khoảng tầm 700 kênh là phát triển có thu nhập đi. Chẳng hạn như thu nhập một tháng được 8 triệu thì Điền Quân sẽ được 3 triệu 2 triệu đi 2 triệu mà mình nhân cho 100 là được 200 200 mà mình nhân cho 500 kênh thì được 1 tỷ. Đó là mình tính sơ sơ về cái phần mà ký hợp đồng với lại những cái kênh nhỏ lẻ thôi đó. Còn Điền Quân thì kiếm tiền từ rất là nhiều nguồn các bạn. Đó cho nên ông Điền Quân cũng mới vào, anh Điền Quân mới vào được như vậy đó là nhờ truyền thông rất là nhiều. Và chẳng hạn như nhân viên trong công ty cũng vậy, rất là đông. Mỗi
bên mỗi một chi nhánh nó có cả 100-200 nhân viên mà. Đó, cho nên các bạn phải biết là cái thu nhập của về cái lĩnh vực truyền thông nó lớn tới mức nào. 100-200 nhân viên đó là tính số tổng thôi, tại vì còn nhân viên chính thức, nhân viên thử việc đâu nữa, tại vì thử việc trong đó thì lương rất là thấp, nó thậm chí là đi làm không lương luôn đó, cho nên không có cái gì là dễ đâu bạn. Rồi đối với những cái kênh lớn lớn hơn chút xíu thì mình nghĩ là nếu mà tại vì mình cũng lúc đầu mình cũng không có xác định được là cái kênh mình làm nó có phát triển hay không nữa, cho nên việc quyết định vào kênh hay không nó cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà nhắm mình có khả năng mà mình tự làm content, tự các bạn thử làm vài tháng á, mà nó ok lên sub ok thì các bạn không nên vào network các bạn. Tại vì sau này nếu mà các bạn phát triển kênh của các bạn tốt lên á, thì các bạn được hưởng cái phần của mình nó sẽ ok hơn. Tại vì những cái kênh network nó rất là nhiều người vào kênh, và cái chi phí cũng như cái sự hỗ trợ nó không có được nhiều. Đối với những kênh nhỏ thì mình nói là cái chi phí hỗ trợ nó tốt hơn là về cái mặt bản quyền đồ này kia đó. Còn những cái kênh lớn thì mình nghĩ là cái sự hỗ trợ nó sẽ không có tương xứng so với lại cái phần trăm mà mình bỏ ra để mình đưa về cho network. Đó là cái ý kiến cá nhân. Một cái vấn đề nữa là chẳng hạn như mình làm kênh á, thì một tháng thu nhập khoảng tầm 8-10 triệu thì có dễ hay không? Đó thì theo ý kiến cá nhân của mình là nó một tháng 80 triệu là không khó nha các bạn. Tức là các bạn làm nội dung tốt mà các bạn làm đều thì mình nghĩ sau một năm thì các bạn sẽ đạt được cái mức đó. Mà sau một năm trở đi á thì cái số lượt người xem của mình á, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tăng lên. Thì cái mức 80 triệu đó nó sẽ tăng lên có thể là gấp 5-10 lần trong tương lai thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là cái nội dung của mình, cái nội dung, cái kênh của mình, cái content của mình, là cái đó là cái quan trọng nhất. Mình tức là cái nội dung như thế nào mà cái kênh nó có thể tồn tại được hoài, nó có nội dung, nó có nội dung nó viết hoài luôn đó, thì cái kênh nó mới là ok. Còn các bạn chẳng hạn như các bạn nói về một cái chủ đề gì đó cố định nhưng mà mình không có cái đề tài mình khai thác ra đó, thì chẳng hạn như cái nội dung đó thì hay nhưng mà cái đề tài đó nó không có cái đường để mình khai thác á, thì nó chỉ được một vài cái video thôi, không là nó sẽ xuống đó. Thì đó là một số cái thông tin mà mình chia sẻ, tại vì mình cũng hay thấy các bạn lên những cái nhóm hỏi á, mà mình sau này mình cũng ít xài Facebook lắm cho nên mình cũng không có tham gia nhiều về Facebook. Rồi còn cái gì nữa không? Đó là kinh nghiệm nữa, mà là một số cái kiến thức mà mình thu thập được để mình một số cái ý kiến cá nhân để mình nói về việc làm YouTube có khó hay không. Thì các bạn có ý định làm YouTube thì cũng nên tham khảo qua, là mình cứ làm thôi. Tức là mình thích cái gì hoặc mình thích làm thì mình cứ làm trước cái đã, rồi bắt đầu từ đó mình coi để mình cải thiện sao.